Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hộp thư truyền hình số này có các nội dung chính sau. Trong mục vấn đề hôm nay sẽ là phóng sự phản ánh về những khó khăn bất cập đối với công tác quản lý hoạt động của các xe xử lý chất thải bể phốt. Trong tiểu mục câu chuyện pháp luật là phóng sự đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Phổ Yên. Sau cùng là tiểu mục phản hồi bình luận. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động xử lý chất thải bể phốt được chính phủ quy định tại Nghị định số 80 năm 2014 về thoát nước và xử lý nước thải. Bộ Xây dựng có thông tư số 04 năm 2015 hướng dẫn thi hành một số điều tại Nghị định số 80, trong đó có công tác quản lý đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong dịch vụ vận chuyển chất thải bể phốt. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy công tác quản lý đối với các hoạt động này còn có nhiều bất cập, các xe xử lý chất thải bề phốt vẫn còn đang hoạt động khá tự do. Các tổ chức cá nhân có xe chưa chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ môi trường. Theo quy định nghị định số 80, nghị định chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải và thông tư 04, thông tư Bộ xây dựng nêu rõ, việc hút chất thải bề phốt phải được vận chuyển bằng xe chuyên dụng, áp dụng đầy đủ các quy định về giao thông và môi trường. Xe chuyên dụng bồn chứa phải có kết cấu vững chắc, đảm bảo kín khít, không làm rò dỉ bùn thải ra đường giao thông và phải có hợp đồng với đơn vị có chức năng, năng lực tiếp nhận và xử lý được chất thải này. Các đơn vị cá nhân có phương tiện hoạt động hút chất thải bể phốt trong quá trình hoạt động phải có nhật ký công tác, hồ sơ quản lý việc thu gom, vận chuyển bùn thải, bể tự hoại và báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương. Phải chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra gây ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động tuyệt đối không được tùy tiện xả ra môi trường. Những người có nhu cầu xử lý chất thải bể phốt cũng phải có trách nhiệm lựa chọn các đơn vị xử lý có hợp đồng với các nhà máy đủ điều kiện xử lý loại chất thải này. Hiện nay cũng có một cái điểm vướng mắc rất là lớn đó là các quy định cụ thể về cái đăng ký này, đăng ký hoạt động vận chuyển bùn bể tiêu hoại hay là các cái quy định về cái việc giám sát cái lộ trình vận chuyển của các cái cái xe vận chuyển bùn bài tự hoại rồi là các cái quy chuẩn kỹ thuật thiết kế cho một cái xe để đảm bảo cái việc là chuyên chở cái bùn tự hoại này không gây ô nhiễm môi trường thì hiện nay thì cũng chưa có các cái quy định cụ thể thế do vậy là cái việc kiểm tra giám sát cũng như là quản lý đối với các cái loại hình các cái đơn vị mà có cái vận chuyển bùn bài tự hoại thì hiện nay là cũng xảy ra cái tình trạng là một số xe là đã tùy tự, tùy tiện là đổ các loại chất thải trong ngoài môi trường gây ảnh hưởng đến môi trường ảnh hưởng cảnh quan và thậm chí là ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong khu vực theo thống kê của Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Thái Nguyên, trên địa bàn tỉnh hiện nay có khoảng 20 xe xử lý chất thải bể phốt sinh hoạt, thường xuyên hoạt động ở các khu vực. Công tác quản lý hoạt động của các xe này vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay mới chỉ có chế tài xử lý vi phạm đối với hành vi xả thải trực tiếp ra môi trường, căn cứ theo Điều 14, Nghị định 179 năm 2013, Nghị định Chính phủ. Các xe hút chất thải bể phốt sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay chủ yếu là xe có thể tích bình chứa khoảng từ 7 đến 10 mét khối. Theo Nghị định 179-2013, Nghị định Chính phủ, thì một xe hút chất thải 7 phốt có thể tích chứa dưới 10 mét khối. Nếu xả ra môi trường, bị bắt quả tang sẽ bị xử phạt, tối đa là 30 triệu đồng. Hình phạt này còn khá khiêm tốn và khó có thể răn đe vi phạm. Đối với quá trình hoạt động thì chưa có chế tài xử lý cụ thể, nên lực lượng chức năng còn gặp nhiều khó khăn trong công tác giám sát và xử lý hoạt động hút vận chuyển bùn thải bể phốt như thế nào là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về môi trường thì hiện nay thì cũng chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể. Ví dụ như ở một số những cái chất thải khác vận chuyển chất thải khác thì ví dụ xe là phải có biển này rồi dán định vị để quản lý quãng đường thời gian rồi cung đường của các cái xe vận chuyển để thực hiện thế nhưng mà đối với cái loại xe này thì chưa có văn bản quy định cụ thể nhưng cũng khó là một trong những cái khó khăn trong cái việc xử lý đối với phần phương tiện vi phạm chưa có rõ ràng trong cái việc cơ quan nào là cơ quan cấp phép quản lý chưa có quy hoạch cái điểm đổ thải cũng như là vị trí khu xử lý Đối với cái loại chất thải đó là bùn thải bể phốt. Thực tế hiện nay cho thấy do thiếu các quy định cụ thể nên công tác quản lý đối với các xe xử lý chất thải bể phốt còn gặp rất nhiều khó khăn. Vấn đề này rất cần các cơ quan quản lý, lực lượng chức năng sớm có đề xuất với các bộ ngành liên quan để xây dựng và ban hành quy định cụ thể cũng như các chế tài xử lý đối với hoạt động của các xe xử lý chất thải bể phốt. Có như vậy mới có thể giám sát, quản lý chặt chẽ được các hoạt động của các phương tiện này. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, các cấp ngành của thành phố Phổ Yên đã có nhiều giải pháp để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông nhằm góp phần giảm nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn. Buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ do đội cảnh sát giao thông công an thành phố Phổ Yên phối hợp với đồn công an khu công nghiệp Yên Bình công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tổ chức. Các lái xe chuyên chở công nhân đã được truyền đạt nhiều kiến thức pháp luật về giao thông. Thông qua tuyên truyền giúp cho đội ngũ lái xe nắm rõ hơn các quy định của pháp luật và kỹ năng xử lý các tình huống, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Cái tiêu chí mà chúng tôi đặt ra hàng đầu là không tai nạn, không sự cố và tính mạng con người là trên hết. Thì chúng tôi đã quán triệt với lái xe rất rõ. Trước khi khởi hành là chúng tôi sẽ là đo nồng độ cồn, xác suất cho các lái xe. Đồng thời là đào tạo lái xe theo định kỳ hàng tháng, hàng tuần và có giám sát nhắc nhở lái xe trước khi khởi hành rời bãi. Không chỉ nâng cao kiến thức kỹ năng đối với các đơn vị có hoạt động vận tải hành khách, lực lượng chức năng của thành phố Phổ Yên còn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật và ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với đại diện các doanh nghiệp vận tải hàng hóa trên địa bàn chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho các cái, các cái đầu xe và đã chạy cho công ty cũng là phải thực hiện đúng Chứ nếu như mà xe nào không thực hiện cam kết đúng thì cũng sẽ dừng không cấp đất cho xe chạy nữa để đảm bảo cái an toàn với giao thông năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn mục tiêu trọng tâm được thành phố phổ yên triển khai thực hiện là tiếp tục phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% cả về số vụ, số người tử vong và số người bị thương, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Thành phố Viên này đã có cái giải pháp là tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, cấp chính quyền và các cơ quan đoàn thể, các cùng các cơ quan liên quan trong công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Yên, chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đến đông đảo nhân dân để nâng cao nhận thức về an toàn giao thông của nhân dân trên thành phố địa bàn thành phố để mạnh công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức về an toàn giao thông đến đông đảo nhân dân biết để tham gia giao thông làm sao để đảm bảo an toàn hạn chế giảm thiểu các tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Phú yên thời gian qua tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố phổ yên được đảm bảo ổn định thống kê từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023 trên địa bàn thành phố không xảy ra vụ tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Bên cạnh kết quả đạt được trong công tác tuần tra kiểm soát, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật của người dân tham gia giao thông cũng được quan tâm thực hiện. Trong một phản hồi bình luận là nội dung công văn chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Để đẩy mạnh thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành Chủ tịch Ủy ban dân các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung sau. Chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp. Thời gian hoàn thành quý 1 năm 2023. Bố trí hệ thống máy móc, trang thiết bị, máy scan, máy vi tính, đảm bảo phục vụ công tác số hóa hồ sơ, dữ liệu tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thực hiện số hóa 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ cho việc tái sử dụng dữ liệu và thực hiện dịch vụ công trực tuyến của người dân, doanh nghiệp. Ra soát danh sách cán bộ, công chức viên chức tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo 100% được cấp chữ ký số cá nhân chuyên dùng chính phủ, phục vụ số hóa hồ sơ, giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện chuyên mục hộp thư truyền hình của đài phát thanh truyền hình thái nguyên đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại